đụng đó dơ lắm nha. À, vô rửa tay nè. Nè nè, bíp 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 bíp. Ai ai, Minh Sinh ơi, Minh Sinh ấy, Minh Sinh nọ cho nó ghét kìa. Đại lên cái, đại lên cái. Yeah, đưa cho mẹ, đưa ra mẹ, lượm lên đưa mẹ. Vinh Trình nè, nè Vinh Trình, Vinh Trình nhìn mami nè. Vinh Trình ơi, nó trúng cái đầu con ha. Bông nhà Vinh Trình ổ chim. Ổ chim nhưng mà không thấy con chim nào nó vô ở hết á. Vinh Trình, Vinh Trình xin chào cả nhà. Vinh Trần xin chào cả nhà. Hôm nay Vinh Trần lại ra vườn. Cái mắt Vinh Trần bị nổi một liệu. Chiếc ra làm hai chậu nè, nay nó ra nhiều ghê luôn á. Cái chậu này đẹp nè, mình thích cái chậu này nè, tại vì ra nắng á, cái nó có màu tím như vậy nè, đó, ra nắng là nó sẽ có màu tím như vậy nè. À, còn cái này là chậu lan, chậu lan này lâu lắm rồi mà nó chưa tàn, đẹp quá chừng. Cái lá này nó nhẹ giống như lá sen. Ờ, cái này đừng đụng con, mẹ đi làm nha. Nè, Vinh Trình đang dục nước à. Ok, mẹ phụ con. Hai mẹ phụ con đúng không? Nè con dục đây đi. Dục đây đi. Dục đây nè. Giỏi. Không chơi cái dâu nữa hả? Đi ra sao coi. Chim mẹ không biết nó có về không. Chim Vinh Trình. Vinh Trình. Vinh Trình. Hey.
cái sành ổi nữa mình xin. Rồi bữa đó mình quay cái ổi nữa. Cái xíu bây giờ trái nè. Trái bằng ngón tay cái nè. Mới dọn mấy cái lá cà chua nè. Quá trời trái luôn nè. Mình xin nó khiểu. À cà chua của mami nè mình xin. Cà chua quá chân trái luôn. Này cà chua đi già. Cái nó ngọt ghê luôn á. Trái. Quá trời luôn. Mình xin nó khiểu. Để mẹ đẻ cho con. Giờ mình đã cắt lá cho nó. Nó thấy rõ. Có đủ gì được nữa. Đây là trái rất lù. Xịn nó kiểu ơi em cà cho mẹ giọt nát lắm dưới hết trời.